Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sáng Xíu Xíu. Và trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái mạng quảng cáo để chúng ta có thể thay thế Google AdSense trên website. Như các bạn đang thấy thì trang web của mình được tài trợ và cũng như là nhận tiền bằng cách là mình gắn cái mã quảng cáo của Google AdSense ở trên này. Thì khi các bạn đăng nhập vào trang web của mình thì bạn sẽ thỉnh thoảng thấy những cái quảng cáo như thế này. Đó, thì mã quảng cáo Google AdSense là một trong những cái mạng quảng cáo gần như là phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, và rất là nhiều những cái quốc gia hỗ trợ cái mạng quảng cáo này. Thì gần như là trên thế giới chúng ta đều được hỗ trợ hết, chắc Triều Tiên thì chắc không có. Rồi thì chúng ta đang làm website thì chúng ta sẽ thường dựa vào những cái mạng quảng cáo như thế này để có thể gắn lên trên website của bạn và kiếm tiền. Nhưng mà nếu như lỡ như các bạn nằm trong hai trường hợp, một là các bạn đăng ký Google AdSense nhưng mà các bạn không được duyệt bởi vì cái trang web của các bạn nó chưa đủ tiêu chuẩn, hoặc là các bạn đăng ký nhưng mà vẫn thành công rồi nhưng mà các bạn cảm thấy là cái mức thu nhập của cái thằng Google AdSense này nó bấp bênh và nó thấp quá, chỉ số mà CPC hay là CPM của nó thấp quá, thì các bạn có thể chuyển một cái mạng quảng cáo khác, hoặc là các bạn dán cả hai cái mã quảng cáo của Google AdSense và một cái mạng quảng cáo khác trên trang web của bạn đều được. Thì có hai cái mà quảng cáo mình sẽ giới thiệu trong video này. Đầu tiên là cái mình sẽ vào trang web của Vietnamnet. Vietnamnet là một trong những website tin tức lớn nhất Việt Nam, một cái trang báo lớn nhất Việt Nam rồi, và các bạn chắc chắn sẽ biết. Thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái phần tin tài trợ ở phía dưới cùng của bất kỳ một cái bài viết nào trên Vietnamnet, thì chúng ta sẽ thấy một cái chữ ở đây, đó là Emgid. Đó, thì Emgid nó là một trong những cái mạng quảng cáo mà chúng ta có thể sử dụng, mà các bạn có thể đăng ký, và nó lớn hơn cái nó có thể là lớn ngang ngửa với Google AdSense, và được rất là nhiều những cái trang web lớn có lượt traffic cao người ta sử dụng ha. Như các bạn đã thấy ở đây thì chúng ta khi các bạn click vào chữ Emgid, các bạn sẽ được đưa đến một cái trang cái giao diện như thế này, và chúng ta có hai cái cột. Một cái cột đó là Advanced Teacher và một cái đó là Publisher. Thì một cái Advertiser tức là cái dành cho những cái người mà người ta muốn quảng cáo của họ xuất hiện ở trên cái Emgid này. Thì cái đó là giống như là các bạn có sản phẩm các bạn muốn đi quảng cáo á, thì các bạn làm ở bên Advertiser ha. Còn nếu như mà các bạn là những cái người mà chúng ta có trang web và chúng ta muốn cái quảng cáo xuất hiện trên trang web của mình, thì các bạn chọn vào Publisher. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần giao diện để chúng ta đăng ký. Thì cái trang web của mình đã đăng ký nhưng mà không có đủ điều kiện để họ duyệt, cho nên là cái Emgid này trang web mình không có chạy được. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một cái form để chúng ta điền thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có name nè, có email nè, có messenger nè, rồi có cái web URL. Thì các bạn cứ điền hết tất cả mọi thứ trong này. Chúng ta cũng có một cái phần mô tả hay là các bạn yêu cầu gì đó thì các bạn viết vào phần comment ha. Sau khi các bạn check địa chỉ captcha và bấm submit thì chúng ta sẽ đăng ký. Khi mà họ duyệt qua cái địa chỉ trang web của các bạn về số lượng traffic trên một ngày của các bạn là bao nhiêu, thường thì traffic tối thiểu phải từ 5.000, lớn hơn 5.000 trở lên thì họ mới duyệt, và cái nội dung của các bạn phải là một, không cần là nội dung Uniware. Cái trang em biết thì nó có một cái hay, đó là nó chỉ cần biết traffic của các bạn trên 5.000, tức là cái lượt mà người ta mỗi người truy cập vào trang web của bạn trên 5.000 thì thường là sẽ được duyệt. Còn nếu như mà từ khi là cái mạng của các bạn, một cái trang web của các bạn nó quá nó có những cái nội dung bạo lực hoặc là những cái nội dung khủng bố rồi đó, hay là tín ngưỡng tôn giáo, thì sẽ không được duyệt. Còn lại thì số những cái nội dung mà nó hơi mắc mẻ một chút, 18 cộng một chút thì nó vẫn duyệt nhé. Rồi, chúng ta sẽ bỏ qua cái phần Emgid này, chúng ta sẽ tới cái thứ hai, đó là một cái trang NBC News. Thì NBC News nó cũng là một trong những website mà nói về tin tức lớn nhất trên thế giới. Thì cái này là nằm trên thế giới nha, nó ở US, Mỹ. Thì các bạn sẽ thấy một cái phần ở dưới này, nó có một cái phần đó là Tabula Fed. Thì như các bạn thấy Tabula Fed ở đây, Tabula nó là một trong những cái mạng quảng cáo nha. Tabula này, mình sẽ vào Tabula cho các bạn xem. Rồi, Tabula. Đó, đây. Thì tabula.com, các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái đăng ký hay là những cái giao diện đơn giản như thế này thôi. Các bạn bấm vào Publisher ha, giống như lúc nãy thôi.
Publisher. Đó. Thì ở đây các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản bằng cách nhấn vào login. Đó, bấm vào login thì chúng ta sẽ vào được cái trang này. Thì chúng ta để coi mình coi có đăng ký bằng cái gì ha. Thử coi sign in nó chưa. Chúng ta có thể sign in bằng cái tài khoản Google của các bạn cũng được, nó không vấn đề gì, mình sẽ sign in bằng tài khoản Google luôn. Nó bắt mình phải nhập địa chỉ email và password. Rồi thì mình không có muốn đăng ký cái Sabola này, bởi vì cái trang web của mình chạy quảng cáo Google Sense rồi, cho nên mình không có đăng ký. Nhưng mà mình muốn cho các bạn thấy á, là đây cũng là một trong những cái mạng quảng cáo lớn, và ở trên thế giới thì rất là nhiều những cái nhà mạng, người những cái trang web lớn người ta sử dụng, cho nên nó sẽ là một cái mạng quảng cáo khá là uy tín mà các bạn có thể thoải mái tham gia. Ví dụ như ở đây chúng ta có những cái trang mà nó đang những cái trang mà họ đang hợp tác và người ta đang sử dụng cái Taboola này, đó là cái Bloomberg nè, các bạn thấy không đó, CBS News rồi Fox rồi MSN rồi NBC rồi The Weather Channel rồi USA Today đó. Những cái này thì là những cái trang web này nó khá là lớn rồi và rất là nhiều người sử dụng. Ok, thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Cái video này cũng khá là đơn giản thôi, đó là giới thiệu cho các bạn hai cái mạng quảng cáo mà chúng ta có thể thay thế Google Sense trên trang web của các bạn. Nếu như các bạn không đăng ký được Google Sense thì chúng ta cứ đăng ký trên hai cái mạng quảng cáo này, thì biết đâu các bạn sẽ được duyệt và kiếm tiền trên cái trang web của các bạn bằng cái hai cái mạng quảng cáo này trước khi cái Google Sense nó chấp nhận các bạn nhé. Ok, nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay và có giá trị thì like cho mình một lượt sub để kênh tiếp tục phát triển nhé. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Nếu như có bất kỳ một câu hỏi nào hãy để lại phần bình luận, mà nếu như mình biết hoặc là mình không biết thì mình sẽ đi tìm, mình sẽ trả lời cho các bạn trong khoảng thời gian sớm nhất với những cái câu trả lời mà bảo đảm dễ hiểu và các bạn có thể xem trên kênh của mình nhiều hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem, chúc bạn thành công nhé, bye bye.